thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, Hội Doanh nhân trẻ thành phố long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Hội Doanh nhân trẻ thành phố lần thứ 12, nhiệm kỳ 2023-2026. Ngoài nhân sách toàn thư ký vừa trình bày, đề nghị biểu quyết bằng cách giơ tay. Như vậy, đại hội đã nhất trí 100% thông qua danh sách toàn chủ tịch. Xin cảm ơn đại hội. Hội Doanh nhân trẻ thành phố Hồ Chí Minh YBA.